Theo tuyên bố của người phát ngôn lực lượng Khotisia của Kiev, Trung tá Naza Voloshin, Nga tiếp tục đạt được những bước tiến lớn ở miền đông Ukraine sau một thời gian tăng cường và mở rộng phạm vi giao tranh dọc theo chiến tuyến của quân đội Kiev tại khu vực Donetsk. Cuộc tấn công chính của Nga ở khu vực Donetsk tập trung vào các khu vực xung quanh Avdiivka và thị trấn Chasivya và đạt được những thắng lợi nhỏ nhưng ổn định. Chasivya thất thủ sẽ là mối nguy lớn cho quân đội Kiev, bởi điều này sẽ khiến các thành phố lân cận gặp nguy hiểm, làm tổn hại các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng ghi nhận lực lượng Moscow đang di chuyển về hướng thị trấn Chasivya, cách thành phố Bakhmut khoảng 15 km về phía Tây, để tìm kiếm những chiến thắng mới, đồng thời bao vây phía Bắc thành phố này bằng cách chia nhỏ quân lực vào khu vực Kalinivka. Ở phía Bắc Bakhmut, Nga cũng từng bước tiếp cận thị trấn Siversk và đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của thị trấn này bằng cách xuyên qua ngôi làng Rodolivka. Nga hiện có khoảng 650.000 quân ở Ukraine, gần gấp 5 lần con số 140.000 quân lực trước đó 2 năm. Những thay đổi chiến thuật của Nga đã phát huy hiệu quả lớn. Ban ngày, quân đội Nga tăng cường tấn công từ nhiều hướng để phân tán sự tập trung của lực lượng Kiev, đồng thời mở rộng các đợt phục kích vào ban đêm nhằm làm giảm khả năng phản công của đối phương. Thậm chí, nhiều binh lính Moscow đã mặc quân phục Ukraine ra chiến trường để gây nhiễu loạn quá trình khóa mục tiêu từ trên cao của lực lượng máy bay không người lái. Việc Nga cải thiện khả năng khóa mục tiêu cũng khiến Ukraine phải trả giá đắt, đặc biệt là trong những giờ phút mong manh giữa các đợt luân chuyển quân. Theo nguồn tin trên chiến trường, Nga đã trở nên thành thạo hơn trong việc triển khai các đợt tấn công vào những thời điểm này, khi các tuyến phòng thủ của Kiev ở giai đoạn yếu nhất. Một số binh sĩ đóng tại khu vực Chasivya cho biết, 1/4 số thương vong của họ xảy ra trong quá trình vận chuyển quân đến và đi khỏi các vị trí tiền tuyến. Chỉ huy đơn vị ở Kotiki, ở Chasivya, có biệt danh Thor, cho biết sự hiện diện thường xuyên của các UAV Nga trên không khiến Ukraine gần như bất lực trong việc che giấu các hoạt động di chuyển quân. Thor nói, họ bay cả ban ngày lẫn ban đêm và quan sát chúng tôi, khiến chúng tôi không thể di chuyển mà không bị phát hiện. Chỉ cần xuất hiện trên mặt đất, binh lính của chúng tôi ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Các chỉ huy Ukraine cũng cho biết thêm, việc gây nhiễu tín hiệu dày đặc của Nga dọc tiền tuyến đã làm giảm hiệu quả tấn công của UAV và cắt đứt khả năng liên lạc giữa các đơn vị tác chiến điện tử và lực lượng máy bay không người lái của Ukraine. Phát ngôn viên của Lữ đoàn 110, ông Ivan Sekach, cho biết lữ đoàn của ông đã buộc phải dàn trải lực lượng trong một không gian rộng suốt một thời gian dài, nhưng vẫn khó lòng ngăn cản làn sóng tấn công mới của Nga tại khu vực Donetsk. Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho biết lực lượng vũ trang Nga đã đột ngột đánh vào phía nam khu định cư New York. Trước đây là Novgorod, ngôi làng nằm cách Golovka 6 km về phía tây và nằm ở phía đông bắc thành phố cố thủ của tỉnh Donetsk, hiện đang do quân Nga kiểm soát. Cuộc đột phá vào New York bắt đầu bằng các hành động tích cực của một nhóm xe tăng, sau đó là các đội hình tấn công hỗn hợp của quân Nga. Vì New York nằm ở vùng đất thấp nên đây là điểm trung chuyển quan trọng để quân Nga tiếp tục cuộc tấn công về phía Nelepovka và cuộc đột phá tiếp theo tới Toretsk. Đồng thời, việc Nga kiểm soát New York cũng sẽ khiến Kiev không thể sử dụng bàn đạp này để tấn công vào Golovka. Song song với việc đánh vào New York, các quân của lực lượng vũ trang Nga cũng đã tiến tới làng Leninskoye và phía nam Rozovka. Các kênh điện tín của đối phương cũng đưa tin về sự xuất hiện của quân đội Nga trên con phố đầu tiên của làng Sevenoe gần Toretsk. Bước tiếp theo, lực lượng vũ trang Nga có thể tăng cường áp lực lên đối phương về phía cao tốc N-32 tới Konstantinovka và kiểm soát nó để vòng qua Chasivya từ phía nam. Hiện nay, một phần của nhóm quân Nga ở Ocharitinsk đang tiến về phía Konstantinovka từ phía nam. Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc tấn công mạnh của Nga ở hướng Tây đã gây bối rối cho Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine, bởi nó diễn ra sau khi một số đơn vị Ukraine ở khu vực này được điều động lên tăng viện cho mặt trận Kharkov, cụ thể là ở khu vực thị trấn Volchansk. Cùng lúc đó, các sư đoàn 3 và 144 của Tập đoàn quân 20 của Nga đã đánh từ vùng Lugansk sang Kharkov ở khu vực phòng thủ của lữ đoàn Azov của Ukraine. Quân Nga đã tiếp cận các khu định cư Chepnechina, Pervomayskoye và sau đó chiếm được khu định cư Borovaya. Hỏa lực của Ukraine đã được cải thiện kể từ khi các nhà lập pháp Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2024. Mặc dù quá trình vận chuyển hàng viện trợ vẫn chưa theo kịp những bước tiến dồn dập của Nga ở miền Đông, có thể sẽ mất thêm vài tuần, thậm chí là vài tháng, Ukraine mới có thể bổ sung đầy đủ lượng dự trữ vũ khí đã cạn kiệt của mình. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan
Habriliuk chia sẻ với hãng tin AP rằng trong lúc chờ vũ khí, lực lượng Ukraine phải chiến đấu với Nga trong tình thế một chọi năm. Ông này cũng cho biết thêm, để vô hiệu hóa sức mạnh không quân Nga, Ukraine cần ít nhất 130 máy bay chiến đấu F-16, dự kiến sẽ tới tiền tuyến vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Quân đội Kiev đã chuyển sang chiến lược câu giờ, cho đến khi có thể tiếp nhận thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây. Theo các nhà quan sát, bằng cách nhượng lại một phần lãnh thổ, Ukraine đã có thể chiến đấu từ các vị trí được phòng thủ tốt hơn. Hiện các lực lượng Ukraine vẫn đang trong thế phòng thủ ở khu vực Donetsk, nhưng chưa đủ sức bật để tạo nên một đợt phản công lớn. Ông Oleksandr, phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 47, hiện đang chiến đấu ở ngoại ô Avdiivka cho biết, vũ khí viện trợ đến theo từng đợt, khiến chúng tôi không tích lũy đủ lượng dự trữ cần thiết để tạo nên một đợt phản công lớn. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky đánh giá, Nga hoàn toàn hiểu rằng sự xuất hiện dần dần của một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự, đặc biệt là tiêm kích F-16 sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không. Nếu điều này xảy ra, lợi thế sẽ nghiêng về phía Ukraine và cơ hội thành công của Nga cũng giảm đi. Đây chính là lý do vì sao các chỉ huy quân sự Moscow đang nỗ lực làm kiệt sức lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách làm gián đoạn việc huấn luyện binh sĩ dự bị, ngăn chặn việc quân đội nước này tiếp nhận cũng như chuyển giao nhu yếu phẩm và vũ khí. Theo một người lính thuộc lữ đoàn 28 ở Bakhmut có biệt danh Ninja, việc quân đội Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các chuyến xe tiếp tế quân nhu giữa vùng chiến sự ảnh hưởng lớn đến các hoạt động hậu cần của Ukraine. Các cuộc tấn công và nguồn cung cấp quân nhu trong khu vực của đơn vị Ninja diễn ra thường xuyên đến mức các tài xế phải thay đổi lịch trình liên tục. Các lữ đoàn đã phải áp dụng nhiều chiến thuật mới để tiếp tế cho mặt trận. Xe tải thông thường có thể được sử dụng để vận chuyển đạn dược ở các khu vực chiến đấu khác, nhưng ở khu vực Chasivya và Avdiivka, xe bọc thép chạy xuyên các tuyến đường tắt và UAV chở hàng tiếp tế trên không lại là những ưu tiên hàng đầu. Theo hãng tin nước Nga ngày nay, trong ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây đang phạm sai lầm khi cố gắng làm tình hình ở Ukraine leo thang và nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là bất khả thi. Ông Putin cho biết, thực tế thì phương Tây mong đợi chúng ta sẽ sợ hãi vào một thời điểm nào đó, đồng thời muốn Nga nhận một thất bại chiến lược ở Ukraine. Mọi người đều hiểu điều này đồng nghĩa với sự kết thúc của nhà nước Nga và điều này gần như không thể xảy ra do sự đoàn kết của chúng ta. Nga không cần phải e ngại điều gì. Đây là logic cơ bản. Trước đó, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột hạt nhân nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với nhân loại, nhưng chủ nhân Điện Kremlin cũng khẳng định rằng Nga sẽ sử dụng mọi công cụ nếu sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa. Trong bình luận của mình, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh việc Ukraine yêu cầu Nga rút quân trước khi đàm phán là một chiến thuật nhằm kéo dài cuộc xung đột, bởi đây là cách duy nhất để chính quyền Kiev duy trì quyền lực. Ông Putin nói, việc Nga rút quân sẽ không bao giờ xảy ra. Chế độ Kiev hiện tại không muốn từ bỏ quyền lực. Họ không muốn tổ chức bầu cử bình thường theo hiến pháp Ukraine. Vì lẽ đó, họ sẽ tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán ngừng bắn. Theo chủ nhân Điện Kremlin, việc chính quyền Kiev yêu cầu quân đội tìm cách đánh bật Nga ra khỏi Kharkov bằng mọi giá sẽ đem lại những tổn thất lớn cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông Putin cũng xác nhận việc phương Tây từ chối các điều khoản hòa bình mà ông đưa ra vào tuần trước. Ông nhận xét, tôi không bất ngờ với phản ứng này, nhưng thời gian sẽ cho chúng ta đáp án chính xác. Tất cả phụ thuộc vào tình hình trên tiền tuyến. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã vạch ra các điều khoản ngừng bắn của lực lượng vũ trang Nga. Ông nhấn mạnh, Kiev phải chấp nhận việc xâm nhập các khu vực mới Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Lugansk vào Nga, cũng như rút quân khỏi các vùng đất Nga đã tuyên bố có chủ quyền, và quan trọng là các chính quyền ở Kiev phải duy trì tình trạng một nhà nước không liên kết. Người đứng đầu Điện Kremlin cảnh báo rằng tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào thành công của cuộc đối thoại với Nga. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.